Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong quá trình thực hiện thi hành án, ông Hà Văn Hưng, Phó Tri Cục trưởng Tri Cục Thi Hành Án Dân sự huyện Bảo Yên, Lào Cai, bị bùi khắc minh dùng dao rượt đuổi dẫn đến ngã gãy xương quay xanh. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 2 tháng 4 năm 2024 Chi cục thi hành án dân sự huyện Bảo Yên cùng lực lượng chức năng phối hợp tổ chức thực hiện thi hành án dân sự đối với ông Bùi Khắc Minh và bà Phạm Thị Hiếu tại tổ 2A, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, theo bản án đang có hiệu lực pháp luật. Trong quá trình tổ chức thi hành án, ông Bùi Khắc Minh liên tục chống đối, không chấp hành việc thi hành án, có lời lẽ xúc phạm, đe dọa, thách thức những người thực thi nhiệm vụ. Đỉnh điểm, ông Minh đã cầm dao rượt đuổi ông Hà Văn Hưng, sinh năm 1974, Phó tri cục trưởng tri cục thi hành án dân sự huyện Bảo Yên khiến ông Hưng bị ngã dẫn đến chấn thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Hưng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán gãy xương quai xanh. Hiện đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai để điều trị. Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Ngọc Ba, cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía tri cục thi hành án dân sự huyện Bảo Yên đã báo cáo lãnh đạo cục Hiện đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Bảo Yên, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bảo Yên yêu cầu xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ của Bùi Khắc Minh và vẫn thực hiện việc tổ chức cưỡng chế để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Mới đây, theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Y Phát -Nie, 45 tuổi, trú tại thị trấn EAK, huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi sát hại người. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4, Y Phát đi nhậu về đến nhà ở tổ dân phố 4, thị xã EAK và nằm nghỉ. Không lâu sau đó, IH cũng đi nhậu về đến nhà và liên tục chửi bới xúc phạm chị gái. Thấy vậy, Y Phát đi đến can ngăn thì xảy ra mâu thuẫn với H. Lúc này IH đi ra sau nhà lấy một cây gậy gỗ dài khoảng 1,5m quay lại đánh nhiều phát trúng vào người Y Phát và chị gái bị đánh đau y phát giật được cây gậy gỗ rồi đánh trả một phát trúng vào vùng đầu của y khiến nạn nhân té xuống đất bất tỉnh tưởng anh trai say rượu nằm bất tỉnh nên y phát quay lại động viên chị gái một lúc sau thấy anh trai vẫn nằm dưới đất nên y phát đi đến kiểm tra phát hiện nạn nhân đã tử vong biết mình đã đánh mất mạng anh trai y phát nhanh chóng nhờ người thân trở đến công an thị xã eak đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây mạng xã hội Facebook xôn xao trước clip một cảnh sát bị chiếc xe Mazda CX5 biển kiểm soát 29 a 45000 hất lên nắp capo trên đường Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đáng chú ý khi cảnh sát bám trên nắp capo thì chiếc xe này đã không chịu dừng lại mà tiếp tục di chuyển với tốc độ cao lặng lách chỉ đến khi gặp một chiếc xe buýt đi ngược chiều thì chiếc xe này mới đi chậm lại, lúc đó chiến sĩ cảnh sát đang bám trên nắp capo xe cũng bị ngã xuống đường. Đoạn clip ghi lại hình ảnh sự việc được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều bình luận từ người dùng Facebook. Trong đó nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc lên án hành động liều lĩnh của tài xế ô tô con, bên cạnh đó nhiều bình luận bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của chiến sĩ công an. Trao đổi với phóng viên chỉ huy đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thanh Trì cho biết, vụ việc xảy ra trưa nay ngày 1 tháng 4 Chủ hy đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thanh trì cho hay, tôi đang đi họp thì nghe anh em báo có vụ việc, tôi đang về đội để kiểm tra sự việc. Lãnh đạo công an huyện Thanh Trị cho biết lực lượng chức năng đang truy bắt tài xế trên. Mới đây, công an huyện Thanh Trì Hà Nội bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Cường, 19 tuổi, trú tại Thương Tín Hà Nội để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 4, tổ tuần tra kiểm soát của công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ trên đường Ngũ Hiệp, thôn Tương Trúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì thì phát hiện ô tô Mazda CX5 mang biển kiểm soát 29A45000 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Khi thượng úy Ngô Việt Anh yêu cầu tài xế hạ kính để kiểm tra nồng độ cồn, bất ngờ lái xe tăng ga lao vào tổ công tác và hất đại úy Đình Văn Ngọc lên nóc capo rồi tiếp tục bỏ chạy. Quá trình lái xe bỏ chạy, tài xế điều khiển xe lạng lách, đánh võng, di chuyển được khoảng 200 m thì đại úy Đình Văn Ngọc bị văng ngã xuống đất, còn tài xế Cường tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, cú đâm đã làm đại úy Đình Văn Ngọc bị thương ở khuỷu tay trái, đầu gối phải, chấn thương phần mềm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thanh Trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh yêu cầu chủ xe ô tô là NVT, sinh năm 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, đưa xe về công an huyện Thanh Trì làm việc để phục vụ công tác điều tra. Chủ phương tiện khai nhận không phải là người điều khiển phương tiện mà cho mượn xe. Lực lượng chức năng công an thành phố đã khẩn trương truy bắt. Đến 17 giờ 30 ngày 1 tháng 4, công an huyện Thanh Trì Hà Nội đã bắt được đối tượng Nguyễn Việt Cường. Đáng nói, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Việt Cường có kết quả dương tính với ma túy. Chưa hết, Cường đã có một tiền án về tội gây dối trật tự công cộng vào năm 2022 và bị xử 20 tháng tù treo, 48 tháng thử thách. Khai báo tại cơ quan công an, Cường cho biết do lo sợ sẽ bị xử lý vì chưa có giấy phép lái xe và đang trong thời gian chấp hành án, nên đã tăng ga lao vào tổ công tác. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc tài xế bất tuân hiệu lệnh, hất công an lên nắp capo để bỏ chạy. Trước đó, vào ngày 10 tháng 3 năm 2023, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cũng đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Đức Trung, 32 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, tài xế Trung điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30E11257 hất một chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội lên nắp capo để trốn kiểm tra nồng độ cồn. Sau đó, lực lượng công an xác định tài xế Nguyễn Đức Trung vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,126mg trên 1 lít khí thở. Không chỉ riêng những vụ việc trên, Mới đây, ngày 30 tháng 1 năm 2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Trịnh Hồng Đăng, 43 tuổi, trú quận Cầu Giấy Hà Nội, mức án 14 năm 6 tháng tù về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2023, Đăng điều khiển xe ô tô vào đường ven hồ Hạ Đình, quận Thanh Xuân, dù đây là đoạn đường có gắn biển báo cấm ô tô. Phát hiện xe vi phạm, tổ công tác công an phường Hạ Đình, trong đó có anh Trần Việt Tú, ra hiệu dừng xe để kiểm tra đang bất tuân theo hiệu lệnh của cảnh sát cho xe lùi lại tìm cách bỏ chạy. Lúc này anh tú vòng một cán bộ khác đi vòng ra phía sau xe của đang chặn lại nên tài xế nhấn ga chạy về phía trước. Sau khi đang bỏ chạy được một đoạn, anh tú đuổi kịp và chặn phía trước đầu ô tô, đồng thời yêu cầu tài xế xuống xe. Ngay lập tức, đăng nhấn ga đâm thẳng xe về phía nam cảnh sát buộc nạn nhân phải nhảy lên nắp capo. Quá trình di chuyển trên đường, tài xế Trịnh Hồng Đăng phóng xe với tốc độ cao, nên anh tú phải bám vào cần gạt kính trên nắp capo. Tuy nhiên, đang điều khiển ô tô chạy khoảng 200m thì đánh lái, hất anh tú văng xuống đường, làm người này bất tỉnh. Theo kết luận giám định, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 38%. Gây án xong, Trịnh Hồng Đăng điều khiển ô tô đến một gara ở khu đô thị Nam Trung Yên để lại phương tiện và bỏ trốn. Ngày 21 tháng 8 năm 2023 đang bị bắt theo quyết định truy nã của Công an quận Thanh Xuân. Theo hồ sơ, Trịnh Hồng Đăng từng bị Tòa án Nhân dân các cấp tuyên phạt nhiều bản án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Mới đây, theo nguồn tin cho biết, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã làm việc với Cơ quan Chức năng tỉnh Đồng Nai về vụ việc anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi quê Ninh Bình, tạm trú Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tử vong khi làm việc với Công an huyện Long Thành, Liên quan đến vụ án, trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Long Thành. Đại úy Thương là người trực tiếp làm việc với anh Vũ Minh Đức để tiếp tục làm rõ vụ việc trên. Liên quan đến vụ việc trên, theo giấy báo tử của Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp. Suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải trái. Trước đó ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã triệu tập anh Đức đến trụ sở làm việc vì có liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng. Anh Đức cùng một người bạn đến làm việc với cán bộ điều tra. Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Đức ngất xỉu nên được các cán bộ công an đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó anh Đức được chuyển lên bệnh viện trợ Rẫy để điều trị. Theo gia đình nạn nhân, Chiều cùng ngày, gia đình mới nhận được thông tin về việc anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khuya 22 tháng 3, anh Đức được bệnh viện trở rẫy thông báo tử vong. Đến ngày 23 tháng 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Quốc gia giám định nguyên nhân chết của anh Đức. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.